Hello, xin chào các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với chuỗi series nội soi doanh nghiệp. Và tất nhiên trong chuỗi series này chúng ta sẽ tập trung vào câu chuyện tình hình tài chính, về những bài báo, những bài viết, về những tin tốt, tin tức tích cực hoặc là tiêu cực. Từ đó không chỉ đọc những cái thông tin, chúng ta sẽ cùng đưa ra những nhận định và xem xét thử là những cái mã cổ phiếu này có thật sự là tiềm năng để chúng ta đầu tư hay không. Và tất nhiên trong chuỗi series này chúng ta sẽ tập trung về tình hình cơ bản nhiều hơn. Và anh em trong ITB trên những phiên livestream thì dường như là sẽ ít thời gian và không có nhiều cơ hội để chia sẻ cho các anh chị về vấn đề này, bởi vì với tính chất thời gian, đúng không? Và em Xuân ở đây để có thể là đồng hành với các anh chị về tình hình tài chính của từng doanh nghiệp. Nếu như mà các anh chị quan tâm mã cổ phiếu nào, có thể để lại bình luận ở phía dưới để em Xuân có thể là làm những cái video để đáp ứng được nhu cầu của các anh chị. Và nếu như mà các anh chị thấy hay, các anh chị có thể để lại cho em Xuân những lượt like, những lượt bình luận ở phía dưới ha. Những lượt bình luận ở phía dưới có thể là tăng tương tác cho cái video của em Xuân, có thể là đây như là một cái đánh giá của các anh chị về cái nội dung của em. Ok rồi, các anh chị thấy hay để lại cho em Xuân nhé, để lại cho em Xuân một like. Rồi, về VPBank, chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu về mã cổ phiếu VPBank. Và các anh chị thấy là trong những phiên gần đây, sau khi mà VPBank bắt đầu tích lũy rất là chặt ha, sau một cái thời gian đánh biên thì nó có dấu hiệu là breakout dài hạn lên giá 20 nha, breakout dài hạn. Tuy nhiên là những cái phiên gần đây các anh chị thấy là sau cái phiên breakout mạnh ở ngày 30 tháng 9 ha, tăng từ từ và đến đây là nổ volume nè, thì chúng ta có thể thấy là giá của cổ phiếu này bắt đầu bị bán ngược. Khi mà lên lại vùng giá 20.4 thì bắt đầu bị bán ngược xuống và những cái nến cục đầu, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thử là VPBank, câu chuyện của nó có thật sự để đáng cho các anh chị có thể là mua đuổi hoặc là kỳ vọng trong dài hạn hay không. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ vào VPBank nhé. Quý 3 có nở hoa hay không? Rồi, về tình hình, thứ nhất là chúng ta sẽ đi vào tình hình tài chính, thứ hai là câu chuyện, và thứ ba đó là điểm mua, điểm bán. Thứ nhất là về tình hình tài chính trước ha. Các anh chị thấy là tình hình tài chính, cái thu nhập lãi thuần của nó một con số rất là ấn tượng, đâu đó là 12.000 tỷ. Nhìn chung từ 2023 cho đến bây giờ thì cái thu nhập lãi thuần này nó có một cái tốc độ gọi là tăng dần đều, những con số lớn hơn và tăng dần đều. Và quý 2 2024 này, thu nhập lãi thuần của nó đã tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, một con số rất là ấn tượng ha. Rồi tiếp theo đó chính là cái lợi nhuận thuần từ hoạt động dịch vụ, thì cái lợi nhuận thuần này cũng đâu đó là khoảng hơn 1.000 tỷ và tăng 13,6%. Nhìn chung VPBank không phải là một ngân hàng nhỏ, chắc chắn là như vậy rồi, không phải là một ngân hàng kênh dưới nhưng không phải là một ngân hàng kênh trên. VPBank chỉ là một ngân hàng em đánh giá là nó ở tầm trung và không phải là những ngân hàng khỏe nhất hoặc những ngân hàng hoạt động tốt nhất ha. Tuy nhiên VPBank nó sẽ có những cái thế mạnh khác mà ít có ngân hàng nào có được. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thấy là lợi nhuận trước thuế đi. Lợi nhuận trước thuế các anh chị thấy một con số tăng trưởng rất là ấn tượng, đúng không? Tăng đâu đó là 71% so với cùng kỳ năm trước. Con số tăng gần như là gấp đôi luôn, gần như là gấp đôi. Thì các anh chị thấy là nhìn chung quý 2 thằng VPBank này nó hoạt động khá là tốt. Và hình như là có cái gì phía sau nó mà không biết vì sao chúng ta lại thấy cái sự tăng trưởng ấn tượng như thế này. Rồi, vậy thì phía sau nó có gì xíu nữa chúng ta sẽ cùng bàn luận ha. Thứ hai đó chính là cái phần tổng tài sản và nợ phải trả. Thì các anh chị, em review lại trước cho các anh chị nhớ giúp em. Thứ nhất là chúng ta sẽ, ngân hàng thì nó sẽ có những cái cách ghi kế toán nó sẽ khác so với những doanh nghiệp tài chính. Thứ nhất, tiền gửi của khách hàng được xem là một đầu vào, và đầu vào này chính là nợ của ngân hàng. Ngân hàng cho vay khách hàng thì đây sẽ là tài sản của ngân hàng. Cho nên các anh chị thấy là tổng tài sản ở phía dưới này, ở phía dưới của tổng tài sản sẽ là cho vay khách hàng, và phía dưới của nợ phải trả sẽ là tiền gửi khách hàng ha. Vậy thì thứ nhất chúng ta sẽ vào cái phần cho vay. Tăng trưởng tín dụng ok không? Cho vay tốt không? Thì các anh chị thấy là cho vay của nó tăng đâu đó là 27% so với cùng kỳ năm trước. Thì chứng tỏ là thằng này cho vay vẫn tốt nè, cho vay vẫn tốt, thậm chí là cho vay, cái tốc độ tăng trưởng cho vay khách hàng theo từng quý vẫn tăng với một con số rất là ấn tượng. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là nợ phải trả. Nợ phải trả không ở của ngân hàng không phải là nợ nhiều là xấu nha các anh chị. Nợ phải trả của ngân hàng mà nhiều chứng tỏ là ngân hàng này đang huy động vốn nhiều. Và đây là một tín hiệu tốt. Anh em nói rồi nè, dưới nợ phải trả là tiền gửi đúng không? Nợ phải trả tăng nghĩa là tiền gửi tăng. Mà tiền gửi tăng có nghĩa là huy động vốn tốt nhé, huy động vốn tốt. Cho nên chúng ta thấy tổng nợ phải trả tăng, đối với ngân hàng thì nó là một điều tốt. Và các anh chị thấy là tiền gửi khách hàng của nó tăng đâu đó là 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy là cái tốc độ tăng trưởng tiền gửi khách hàng nó có dấu hiệu chững lại, nhưng mà so với những ngân hàng kênh dưới giống như là An Bình hay là Kiên Long hay là những ngân hàng BVB, Bảo Việt thì tất nhiên là những con số này nó còn rất là ấn tượng hơn so với những ngân hàng kênh dưới ha. Rồi tiếp theo nhìn chung là cho vay và huy động điều tốt ha, cho vay và huy động tốt, nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu về cái hiệu quả hoạt động. Quan trọng là cho vay nhiều nhưng nợ xấu có nhiều hay không. Thứ hai đó chính là huy động nhiều nhưng mà cho vay có được hay không đó. Rồi tiền lời thì nhiều nhưng mà chi phí có tiết giảm được hay không. Đó mới là cái điều quan trọng, chứ không phải là chúng ta nhìn vào những cái con số chúng ta đánh giá. Đánh giá đó chỉ là những cái đánh giá bề ngoài, và những cái chỉ số này mới là cái đưa cho chúng ta thấy được cái hiệu quả hoạt động thực sự ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ vào chỉ số hiệu quả hoạt động. Thì các anh chị thấy là cái NIM, thứ nhất các anh chị sẽ coi cái NIM, thứ hai là chi phí sử dụng vốn và chi phí hoạt động. Về cái NIM thì mình sẽ hiểu đơn giản, đó chính là cái sự chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi. Nếu như mà VPBank huy động tiền gửi là 6%, cho vay là 8%, thì chênh lệch 6 với 8 là 2. Thì 2 mình hiểu đơn giản đó chính là cái NIM của ngân hàng ha. Mình hiểu đơn giản đó là cái NIM. Vậy thì mình thấy là cái NIM của thằng VPBank này, các anh chị thấy không, 5,73%, 5,73, một con số so với cùng kỳ năm trước thì nó không có cao bằng, nhưng mà năm nay nó vẫn giữ được ở mức là 5,73, gần 6% ha, gần 6%. Thì các anh chị cũng phải thông cảm, bởi vì các ngân hàng nó đang bị giảm cái lãi suất cho vay để có thể là huy động tăng trưởng tín dụng nhiều hơn. Đây là cái chỉ thị của ngân hàng nhà nước đúng không? Cho nên làm cho cái NIM này, cái miếng bánh NIM này nó bị giảm lại, nó bị hẹp lại. Vì thế cho nên là cái NIM này chúng ta thấy là nó giảm. Ngân hàng nào cũng giảm thôi các anh chị, chắc chắn luôn, ngân hàng nào nó cũng giảm hết đó. Quan trọng nè, cái chi phí thằng nào tiết kiệm hơn, đúng không? Bây giờ miếng bánh lợi nhuận ai cũng giảm hết, miếng bánh lợi nhuận ai cũng giảm. Thì quan trọng là cái chi phí thằng nào tiết kiệm ok hơn. Thì các anh chị thấy là cái chi phí sử dụng vốn của VPBank đang có dấu hiệu chững lại, giảm hơn so với cùng kỳ năm trước, thậm chí là so với những quý trước luôn. Thì cái con số này là con số thấp nhất trong 5 quý vừa rồi. Thứ hai là cái chi phí hoạt động. Đây, bắt đầu là cắt giảm nhân sự nè, bắt đầu là có những cái chương trình về đào tạo, những cái chương trình đào tạo về những nhân tài. Thì VPBank cũng đang tiết giảm được cái chi phí hoạt động của mình ha, tập trung vào những nhân tài nhiều hơn và cắt giảm đi những nhân viên hoạt động không hiệu quả. Nhìn chung thì cái miếng bánh lợi nhuận giảm nhưng mà tiết giảm được chi phí, cho nên cái việc này nó không ảnh hưởng nhiều đến VPBank. Và bật mí cho các anh chị luôn, thì cái biên lãi ròng, cái NIM của VPBank được xem như là cái NIM lớn nhất top 1 của toàn ngành ngân hàng. Top 1 nhé các anh chị, mặc dù không phải là ngân hàng top đầu, không phải là một ngân hàng hoạt động mạnh nhất và giỏi nhất, tuy nhiên cái lợi nhuận của nó thì lại là đứng top đầu của ngành ngân hàng. Vậy thì lý do là gì? Lý do vì sao cái NIM nó lại cao thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo ha. Phần tiếp theo. Rồi, về cái tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là cái cho vay và tỷ lệ nợ xấu. Các anh chị thấy tăng trưởng tín dụng cho vay rất là ấn tượng, tăng 20% đúng không? Hơn 20%. Tuy nhiên nếu như mà cái việc cho vay này gắn liền với cái nợ xấu, có nghĩa là cho vay nhiều nhưng mà nợ xấu cũng nhiều, thì VPBank dường như hoạt động chưa hiệu quả lắm nha, chưa hiệu quả lắm, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhé. Cái tỷ lệ cho vay chia cho huy động là 88%, nghĩa là huy động 100 đồng thì đã cho vay được 88 đồng ha. Có thể thấy là thằng này cho vay rất là tốt. Huy động 100 đồng thì 88 đồng đã đi cho vay rồi, còn giữ lại 12 đồng để làm cái tỷ lệ dự trữ thôi, đúng không? Một con số rất là ấn tượng so với các ngân hàng ha. Rồi tiếp theo đó chính là cái tỷ lệ CASA. Tỷ lệ CASA mình hiểu đơn giản đó chính là cái tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn ha. Tiền gửi không kỳ hạn có nghĩa là mình bỏ tiền vô trong đó thì mình sẽ không có lãi, không có lãi. Các anh chị thấy là cái tỷ lệ này mà càng cao có nghĩa là ngân hàng này nó đang có một cái nguồn vốn có sẵn, một nguồn vốn có sẵn và không cần phải trả lãi cho khách hàng ha. Cho nên thằng nào mà có tỷ lệ CASA cao thì nó có thể tận dụng được cái tỷ lệ này để đi cho vay ngắn hạn 1 tháng 2 tháng nhé. Ngắn hạn 1 tháng 2 tháng. Cho nên tỷ lệ CASA này em đánh giá khá là cao khi mà nó bắt đầu nó tăng trưởng lên dần. So với cùng kỳ năm trước thì nó tăng 3%. Tuy nhiên, cái mình quan trọng nè, cho vay tốt rồi đúng không? Cho vay ổn ổn này nè. 88 đồng cho vay nè, nhưng anh chị thấy cái tỷ lệ nợ xấu nó khá là cao. Tỷ lệ nợ xấu nó khá cao. Phải thừa nhận một điều là như vậy. Thì các anh chị thấy là cái tỷ lệ nợ xấu của nó là khoảng 5%. Mức nợ xấu mà nó có gọi là an toàn, nó an toàn đó chính là khoảng 2% thôi, từ 2%. Cao nhất, cao hơn nó chỉ là 3%, giống như OCB là khoảng 3%, 3,5%. Đây thì các anh chị thấy là cái VPBank này nó đang có cái tỷ lệ nợ xấu khá cao. Ha. Mình đánh giá này, mình đang đánh giá là khá cao. Nhưng cái rủi ro, nó dự phòng cho cái việc rủi ro này vẫn chưa cao như các anh chị. À, có nghĩa là nếu như mà người ta họ nợ xấu mình 100 đồng ha, thì mình mới dự phòng được 48 đồng thôi. À, mới dự phòng được 48 đồng. Lỡ như mà người ta họ giật nợ mình hết 100 đồng thiệt thì mình mới dự phòng được mới 48 nè. Còn mình sẽ tổn thất thêm 52 đồng nữa. Ha. Cho nên cái tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng này á, nếu như mà càng cao thì các anh chị thấy như là ACB, như là Techcombank thì người ta họ đã trích lập dự phòng đâu đó là 100% luôn các anh chị. Có nghĩa là bây giờ mày coi cho dù mày có nợ xấu đi nữa thì tao cũng đã dự phòng hết rồi. Ha, bây giờ giật hay là không giật, lấy hay là không lấy, trả hay là không trả gì nữa thì cũng không ảnh hưởng đến tôi. Đúng không? Đó, cho nên là cái dự phòng rủi ro này nó hơi thấp, gọi là thấp luôn đó các anh chị. Thì nó sẽ là cái rủi ro cho các anh chị khi mà mua mã cổ phiếu VPBank. Rủi ro, đúng không? Rồi, tiếp theo. Về cái bức tranh toàn ngành, các anh chị thấy là VPBank này nó, em nói là nó không phải là ngân hàng tốt đúng không? Nó không phải là ngân hàng tốt, nó ở đứng chính giữa thôi. Thì cái tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của nó thì nó cũng đứng giữa so với những ngân hàng khác này. Và nó, mức độ tăng trưởng tín dụng của nó là gần 8% trong quý 2 ha, gần 8%. Rồi, tiếp theo đó chính là cái tỷ lệ nợ xấu. VPBank chấp nhận là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất toàn ngành. Cao nhất toàn ngành đấy các anh chị. Tỷ lệ nợ xấu của nó hồi nãy em nói là 5 mấy phần trăm đúng không? 5 chấm phần trăm. Đúng không? Thì vì sao VPBank lại có cái NIM cao nhất đúng không? Hồi nãy em đã tiết lộ cho các anh chị là NIM của VPBank là cao nhất, nhưng tỷ lệ nợ xấu của nó cũng cao nhất. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện của VPBank ở trong cái slide tiếp theo. Thì các anh chị thấy là FE Credit đúng không? Chúng ta đã từng nghe về cái FE Credit chưa? Và FE Credit này tiền thân là khối tín dụng của VPBank. Và cái FE Credit này đã thành công trong cái việc là chuyển đổi hoạt động tín dụng tiêu dùng sang một cái pháp nhân mới. Với cái tên ngắn gọn mà chúng ta hay biết đó chính là FE Credit. Đúng không? Cho vay tiêu dùng cá nhân tính chấp. Vậy thì tới này lúc này các anh chị đã hiểu nôm na được vì sao VPBank lại có cái NIM cao chưa? Đúng không? Vì sao lại VPBank lại có cái NIM cao chưa? Rồi, thì các anh chị thấy là FE Credit này là cho vay tín dụng, cho vay khách hàng cá nhân. Nên cái việc mà phát triển và cho vay tốt là cái điều bình thường. Tuy nhiên, FE Credit thì các anh chị biết rồi, nó sẽ có một cái lãi suất khá là cao so với thị trường, bởi vì đây là vay tín chấp. Lãi suất cao dẫn đến là cái lợi nhuận cao, lợi nhuận cao dẫn đến là NIM cao, biên lãi thuần cao. Ok chưa? Đó là lý do vì sao NIM cao. Tuy nhiên, vay tín chấp thì không có cái gì đảm bảo hết. không có tài sản đảm bảo, đúng không? Vì cái không có sự tài sản đảm bảo này cho nên cái tỷ lệ nợ xấu này, cái tỷ lệ nợ xấu của VPBank xuất phát từ FE Credit. Được chưa? Đúng không? Đây sẽ là hai cái lý do vì sao mà em nói là VPBank có hai cái nhất. Thứ nhất là NIM cao nhất, nhưng thứ hai sẽ là nợ xấu cao nhất. Khi các anh chị đầu tư vào VPBank, các anh chị phải hiểu một điều là mình đang chơi với cái điều gì. Mình đang chơi với điều gì, chứ không phải là thấy VPBank nổ vôn lên chúng ta nhào vào mua. Nếu như mà quý 3 VPBank có cái tỷ lệ nợ xấu cao đi, thì lúc này các anh chị nghĩ sao? Có phải người bị thiệt hại sẽ là các anh chị không? Đúng không? Ok, rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo. Thì FE Credit này nó có cơ cấu nguồn vốn của nó như thế nào? Thì trên đây là VPBank hoàn tất thỏa thuận bán 49% FE Credit cho SMBC Group. Thì cái SMBC Group này thì nó là của Nhật Bản. Nó của Nhật Bản và nó không có gì ngoài tiền các anh chị. Nó không có gì ngoài tiền đâu. Thì SMBC này nó sở hữu 49%, VPBank này 50% và khác này chỉ là 1%. Và tất nhiên em nói rồi, VPBank và SMBC không có gì ngoài tiền. Đây là một nguồn vốn từ nước ngoài và của cả hai ngân hàng của Nhật Bản và Việt Nam. Cho nên FE Credit được xem như là con chung của hai tổ chức này. Cho nên cái việc mà lo ngại là VPBank không có vốn để cho vay, đúng không? Không có vốn để cho vay hoặc là lo về cái tỷ lệ nợ xấu, thì cái tỷ lệ nợ xấu này người ta họ đã chấp nhận rồi các anh chị. Quan trọng là người ta có vốn và người ta họ sẵn sàng cho vay với lãi suất cao để có thể là kiếm lợi nhuận cao hơn. Ok chưa? Rồi tiếp theo. Thì VPBank cũng đã trình làng sản phẩm thế chấp online cho doanh nghiệp SME. SME là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vay đến 100% giá trị tài sản. Thì bây giờ em Xuân đặt tiêu đề với câu chuyện đó chính là VPBank quý 3 nở hoa. Được chưa? VPBank bí qua nở hoa. Thì bây giờ Xuân ơi, em dự đoán như thế nào về quý 3? Thì câu trả lời của em sẽ như thế này. VPBank này lợi nhuận của nó thì các anh chị hiểu là vì sao lại có lợi nhuận cao rồi, đúng không? Chắc chắn trong quý 3 này nó vẫn sẽ duy trì được cái lợi thế của nó, bởi vì nó có hợp tác với một doanh nghiệp Nhật Bản ở phía bên ngoài. Cho nên cái việc nguồn vốn của nó, cái việc cho vay của nó không phải là khó khăn với FE Credit. Ok chưa? Tuy nhiên rủi ro của các anh chị phải gặp phải đó chính là cái tỷ lệ nợ xấu. Thì bây giờ nếu như các anh chị mua VPBank, VPBank vì điều gì? Thiết nghĩ nếu như VPBank bây giờ các anh chị thấy là nó đã em bật lại cái tỷ lệ nợ xấu cho các anh chị coi, nó đã là đứng top toàn đoàn rồi, nó là có cái tỷ lệ nợ xấu cao nhất. Bây giờ chỉ cần trong quý 3 nó nhích nhẹ lên một xíu, đúng không? Nó nhích nhẹ lên một xíu, ví dụ như bây giờ nó đứng top 1 về nợ xấu, bây giờ nó thành top 2 về nợ xấu thôi, thì nó đã là một tin tốt đối với VPBank. Ok chưa? Nó đã là một tin tốt rồi. Một người đứng ót mà đứng nhì từ dưới đêm lên thì nó vẫn là ok mà, nó vẫn là một tin tốt. Còn nếu như mà không đổi được vị trí thì sao? VPBank nó vẫn là ngân hàng có nợ xấu cao nhất thì sao? Thì em nói với các anh chị như thế này. Bây giờ nó vẫn đứng ót thì bây giờ nó vẫn đứng ót thôi, đúng không? Nhưng cái tỷ lệ nợ xấu của nó, bây giờ là 5%, nó chỉ cần nhích nhẹ xuống khoảng 4,9% thôi. Nó chỉ cần nhích nhẹ xuống một xíu. Thì lúc này một thằng đang xấu, rất là xấu về nợ xấu, đúng không? Rất là xấu. Nhưng mà chỉ cần nó nhích nhẹ, nó giảm xuống một xíu thôi thì VPBank lại trở thành tốt, đúng không? Đừng có giỡn với những cái ngân hàng nó đang gọi là không còn gì để mất, đúng không? VPBank nợ xấu là không còn gì để mất nữa rồi các anh chị nhá. Cho nên là em mới nói là VPBank này trong quý 3 này nó chỉ cần giảm cái tỷ lệ nợ xấu của nó thôi. Chắc chắn cái NIM của nó vẫn là cái thằng đứng cao nhất toàn đoàn luôn, chắc chắn. Nhưng mà cái tỷ lệ nợ xấu chỉ cần tiết giảm lại một xíu Và em nghĩ là trong quý 3 này nó sẽ tiết giảm được nhé. Trong quý 3 này sẽ tiết giảm được. Rồi, ok chưa? Và nếu như các anh chị mua VPBank thì các anh chị phải chấp nhận điều đó và đánh đổi cái rủi ro này. High risk thì high return, đúng không? High risk, high return. Rồi bây giờ vậy thì mua VPBank giá nào mới an toàn em Xuân? Thì các anh chị thấy là ngân hàng nó đang có những cái cú gọi là vào sóng, đúng không? Bắt đầu vào sóng. VPBank cũng tăng đâu đó là khoảng 9%. Ha, 9% nhưng đang có dấu hiệu chững lại và tích lũy. Đang có dấu hiệu chững lại và tích lũy. Nếu như mà thực sự vào sóng thì cái nhịp, những cái nhịp nghỉ như thế này nó chỉ là những cái nhịp để cho VPBank lấy đà để chạy tiếp nhé. Chỉ là những cái phiên lấy đà thôi các anh chị. Bởi vì để kéo một cái ngân hàng lớn mà quan trọng là nhiều mã cổ phiếu như VPBank này, các anh chị thấy là cái số lượng cổ phiếu của nó là khoảng 7 tỷ, gần 8 tỷ cổ phiếu. Một cái con số rất là lớn. Muốn kéo ngân hàng thì cái vốn rất là lớn. Mà kéo ngân hàng mà chỉ mới 9% thôi mà đã đi ra rồi thì chắc chắn là cái điều không thể nhé. Cho nên nếu như mà các anh chị thích ngân hàng và muốn đánh sóng ngân hàng và chấp nhận rủi ro thì VPBank sẽ là cái cơ hội cho các anh chị. Bây giờ mua giá nào Xuân ơi? Nếu như các anh chị muốn mua, các anh chị đợi điều chỉnh cho em. Thứ nhất là ở 19.7 ha, 19.7 là chúng ta sẽ vào hỗ trợ khung ngày. Hỗ trợ khung ngày đây, 19.7 chúng ta sẽ mở mua ở giá đầu tiên ha. Và đợi chỉnh sâu hơn một xíu. Nếu như mà có chỉnh sâu hơn một xíu thì chúng ta sẽ làm 19.3. Tất nhiên là nó sẽ loanh quanh 19.3 cho tới 19.7 thôi các anh chị. Nếu như mà nó giảm sâu hơn nữa về giá 19 thì chắc không còn cái giá nào nữa đâu. Nếu như mà về giá 19 nữa thì dường như nó không có còn là cái xu hướng tăng nữa. Nó không còn có xu hướng tăng nữa các anh chị nhé. Bây giờ các anh chị muốn mua ngân hàng thì cứ đợi chỉnh 19.7 hoặc sâu hơn là 19.3, rải ra mua dần cho em. Rải ra mua dần và chúng ta sẽ nắm giữ cho đến khi ra báo cáo tài chính và đánh một cái nhịp sóng ngân hàng ăn trọn từ 20% ha, đối với VPBank. Và trên đây là toàn bộ những cái lợi thế, những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm của VPBank đang gặp phải. Và tất nhiên là các anh chị nhà đầu tư khi mua mã cổ phiếu cần phải quan tâm. Rồi, nếu như mà các anh chị thấy hay, các anh chị có thể để lại cho em Xuân một like ở phía dưới hoặc là comment ở phía dưới để chúng ta có thể cùng thảo luận về mã cổ phiếu VPBank. Ok chưa? Rồi, chúc các anh chị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng làm năng lượng để chiến đấu trong thứ hai, trong ngày mai nhé. Trong ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu lại. Ok, rồi cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị một buổi tối vui vẻ. Bye bye.